Sau khi kết thúc trận chung kết Cúp Nhà Vua Saudi ngày 2 tháng 6, siêu sao Cristiano Ronaldo được huấn luyện viên trưởng tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez cho nghỉ một tuần. Tuy nhiên, CR7 đã quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ để hội quân cùng toàn đội vào hôm 7 tháng 6. Trên trang cá nhân, Ronaldo cũng chia sẻ tấm hình được chụp tại đại bản doanh của toàn đội ở Lisbon. Trong bức ảnh này, dân tình nhanh chóng phát hiện ra chân sút 39 tuổi đang đeo trên tay chiếc đồng hồ 36 tỷ đồng của hãng Frank Mueller được đính 600 viên kim cương. Dù vậy, điểm được nhiều người chú ý nhất chính là cánh tay trái cơ bắp với toàn những dây điện của Ronaldo. Các fan tỏ ra trầm trồ với thể trạng siêu sao người Bồ Đào Nha đang sở hữu dù đã gần 40 tuổi. Nếu thường xuyên đi tập gym, bạn sẽ hiểu rằng để có cánh tay lộ dây điện như vậy, đòi hỏi tỷ lệ mỡ trong cơ thể phải cực thấp. Cách đây khoảng một tháng, Ronaldo còn không có trạng thái cơ thể như vậy. Nhưng bây giờ khi đã sát kỳ Euro, anh đang cho thấy mình nghiêm túc đến mức nào. Dù rằng những từ như nghiêm túc, chuyên nghiệp, chỉn chu là điều mà chúng ta đã nói quá nhiều về CR7. Với thành tích ghi bàn ấn tượng trong màu áo Anas, cầu thủ 39 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa này tới Euro 2024. Mới đây, huấn luyện viên Jose Mourinho đã tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ Bồ Đào Nha khi khẳng định Ronaldo sẽ ghi bàn và tôi không nghĩ cậu ấy sẽ rời Euro mà không có bàn thắng. Lời tuyên bố trên của tân huấn luyện viên Fenerbahce là hoàn toàn có cơ sở, bởi Ronaldo đã có tới 44 pha lập công sau 45 trận cho Anas trên mọi đấu trường. Nổi bật trong số đó chính là 35 lần nổ súng tại Saudi Pro League, qua đó lập kỷ lục về số bàn thắng có được tại giải đấu và nghiễm nhiên có được danh hiệu vua phá lưới. Trong khi đó, chia sẻ trên trang chủ UEFA, huấn luyện viên Roberto Martinez cũng dành những lời khen ngợi cho cậu học trò. Ông nói, điều làm tôi ngạc nhiên về Cristiano là cô ấy luôn bất chấp tuổi tác. Sau mỗi buổi tập, tôi và các nhân viên kỹ thuật luôn ngạc nhiên về một cầu thủ đã đạt được mọi thứ. Người có thể lựa chọn nỗ lực tập luyện, được thúc đẩy bởi chiến thắng, bị ám ảnh bởi việc trở thành người giỏi nhất, bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo mà cậu ấy muốn đạt được trong sự nghiệp. Các cầu thủ trẻ khi đến đội tuyển quốc gia đang nhìn thấy một người, một cầu thủ hoặc thần tượng mà họ ngưỡng mộ. Lối sống của cậu ấy thật khó tin và đó là điều mà chúng tôi cần trân trọng ở Bồ Đào Nha. Những giải đấu gần đây, Bồ Đào Nha luôn được xem là ứng viên vô địch. Lần này cũng vậy, họ gây ấn tượng khi toàn thắng cả 10 trận vòng loại nhờ đội hình đầy tài năng đang thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, ở tuổi 39, vẫn có một cái tên thu hút mọi chú ý khi nhắc đến Selecao, đó là Ronaldo. Huấn luyện viên Roberto Martinez lên thay người tiền nhiệm Santos mang đến cho Bồ Đào Nha lối chơi khoáng đạt. Câu hỏi lớn đặt ra cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông sẽ sử dụng Ronaldo như thế nào ở kỳ Euro 2024 này? Để tìm câu trả lời, hãy nhìn vào những con số từ chiến dịch vòng loại. Duy nhất Bruno Fernandes đá chính nhiều trận hơn so với Ronaldo trên tuyển, nhưng chênh lệch cũng chỉ là một trận mà thôi. Lần duy nhất CR7 vắng mặt là do án treo giò trong chiến thắng 9-0 của Bồ Đào Nha trước Luxembourg. Xét tổng số phút thi đấu, chỉ Bruno Fernandes với 844 phút và Ruben Dias với 810 phút là chơi nhiều hơn con số 726 phút của Ronaldo. Điều đó chứng tỏ tay săn bàn của Anas vẫn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho Bồ Đào Nha tại giải đấu sắp diễn ra trên đất Đức. Nhìn vào màn trình diễn vòng loại, Ronaldo chứng tỏ mình vẫn là tay săn bàn đẳng cấp với 10 pha lập công trong 9 trận ra sân, chỉ kém duy nhất thành tích của Lukaku, người đã nổ súng 14 lần. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, có sự thay đổi chiến thuật quan trọng dưới trướng huấn luyện viên Roberto Martinez. Bồ Đào Nha đang ít phụ thuộc vào Ronaldo hơn. Trước đây, kế hoạch A của tuyển Bồ là đưa bóng cho Ronaldo để anh tìm giải pháp ghi bàn. Kế hoạch B đơn giản chỉ là thử lại kế hoạch A. Thời Martinez, điều đó không còn xảy ra. Tại Euro 2024, CR7 có trung bình 36,9 lần chạm bóng mỗi trận, thông số thấp hơn 16 cầu thủ Bồ Đào Nha khác. Với các vệ tinh năng động như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Ronaldo không cần di chuyển quá rộng hoặc lùi xuống tham gia vào các tình huống triển khai. Thay vào đó, huấn luyện viên Martinez đang cố gắng xây dựng ý tưởng về một Selecao tấn công tự do, kết hợp sự nhạy bén của Ronaldo ở phía trên. Điều này giảm bớt trách nhiệm cho CR7, tạo điều kiện để anh sử dụng kinh nghiệm cùng bản năng sát thủ kết thúc tình huống, dứt điểm ghi bàn. Xuyên suốt chiến dịch vòng loại, Ronaldo không thực hiện đường tạt bóng nào và chỉ có 3 pha dây dắt, nhưng anh tung ra đến 46 cú sút, 19 lần trúng đích và ghi được 10 bàn thắng, đạt hiệu suất cao nhất đội. Chưa có tiền đạo nào thay thế được Ronaldo. Thực tế, huấn luyện viên Roberto Martinez muốn dần loại bỏ Ronaldo và thay thế anh bằng một tiền đạo nhanh nhẹn, trẻ trung hơn. Thế nhưng trong tay ông chưa có chân sút nào đủ khả năng gánh vác trọng trách ghi bàn cho đội tuyển như CR7. Trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu cấp câu lạc bộ mùa bóng 2023-2024, cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất là Gonçalo Ramos của PSG với 11 pha lập công tại Ligue 1. Diogo Jota được xem là ngoại lệ, anh ghi 10 bàn thắng chỉ sau 21 trận ra sân, đạt hiệu suất trung bình ấn tượng 115 phút một bàn.
Tuy nhiên vấn đề của tay săn bàn Liverpool là chấn thương dai dẳng, khiến thể trạng chưa bao giờ đảm bảo 100%. Còn Ronaldo, dù chơi ở giải Saudi Pro League không được đánh giá cao, nhưng bản thân anh luôn khát khao và cho thấy động lực cháy bỏng để xô đổ những kỷ lục. Kết thúc một bóng tại Saudi Arabia, Ronaldo đoạt danh hiệu vua phá lưới với 35 bàn sau 31 trận. Đây là yếu tố giải thích tại sao huấn luyện viên Roberto Martinez cảm thấy thoải mái giao vai trò nổi bật cho CR7 ở kỳ Euro chuẩn bị diễn ra trên đất Đức, không chỉ vì những gì anh ấy mang lại, mà còn bởi chưa đàn em nào đủ năng lực xoán ngôi Ronaldo. Dù điều gì diễn ra ở Đức, Cristiano Ronaldo hy vọng làm được điều anh luôn thích thú tại các vòng chung kết Euro, đó là ghi bàn. Hiện CR7 đang giữ kỷ lục 14 lần dội bom qua 5 kỳ góp mặt. Năm 2016, anh rời sân vì chấn thương trong trận chung kết, nhưng lần đầu được nâng cao cúp vô địch. Nếu tiến xa tại Euro 2024, Ronaldo muốn chiếm trọn sân khấu, bừng sáng trong vũ điệu cuối sự nghiệp. Theo Scorecard, nếu ghi bàn ở giải đấu tại Đức hè năm nay, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nổ súng ở 6 kỳ Euro khác nhau. Ngoài ra, nếu lập công, CR7 còn trở thành cầu thủ 39 tuổi đầu tiên ghi bàn tại Euro, đồng thời là cầu thủ đầu tiên ghi 15 bàn ở các kỳ Euro. Bên cạnh 3 kỷ lục trên, Ronaldo còn có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu chiếc giày vàng Euro liên tiếp nếu đoạt giải thưởng này năm nay. Trước Euro 2024, ngôi sao của Anas từng đoạt giải vua phá lưới Euro 2020 với 5 pha lập công. Chưa dừng lại ở đây, nếu đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải thưởng này 8 lần ở các vòng chung kết Euro. Trước Euro 2024, huyền thoại của Real Madrid đã 7 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận tại 5 kỳ Euro 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020, nhiều nhất lịch sử. Đến thời điểm này, Ronaldo đã ghi 14 bàn ở 5 kỳ Euro. Năm 2004, anh ghi 2 bàn, 2008 có 1 bàn, 2012 sở hữu 3 bàn, 2016 nổ súng 3 bàn và 2020 là 5 bàn, cộng thêm 7 bàn ở 5 kỳ World Cup là 21. Nếu ghi thêm 3 bàn nữa ở Euro 2024, CR7 sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 25 bàn trở lên ở các vòng chung kết Euro và World Cup. Ở mùa giải 2023-2024, Ronaldo thể hiện phong độ đỉnh cao tại Anas. Vì thế, CR7 hoàn toàn có thể thi đấu thăng hoa và phá các kỷ lục ở kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.